Thân ái chào các bạn, mình đang đứng trên bờ kè sông Hà Thanh các bạn. Nhìn qua bên kia là Hà Thanh 1 à. Hà Thanh 1, cái bán đảo Hà Thanh 1. Thì mình đứng ở đây là ngay cái đường Trần Quốc Toản các bạn. Chạy ra sông Hà Thanh gặp cái đường Hoa Lư. Đây các bạn, đây là đường Trần Quốc Toản giao nhau với đường Hoa Lư. Ở chỗ đây người ta làm một cái bãi giống như là để đậu xe. Thì mình đứng đây là gì các bạn, mình sẽ quay các bạn xem là cái hệ thống cống của Trần Hưng Đạo mà mới làm đó, thì nó sẽ chảy ra sông Hà Thanh là ngay cái cửa đây. Đây mình quay cái miệng cống này. Bề rộng nó khoảng chắc cỡ 5 mét. Đây là nắp cống cũ các bạn, còn bên kia là nắp mới nè. Nó cái đường cống nó rộng khoảng cỡ đó. Cái chỗ đây nhiều rác ở đâu nó chảy ra nhiều. Giờ bữa nay nước có vẻ hơi lên. Thì cái đường Trần Quốc Toản này bạn, mình đang đứng đây quay vô cái đường Trần Quốc Toản này. Thôi bây giờ đường người ta làm lại cái hệ thống nước thải đây xong, bây giờ cái đường tráng nhựa đẹp rồi. Giờ mình đi hết cái đường này tham quan cho vui bạn. Cái đường đây là nước thải, hệ thống nước thải đường Trần Hưng Đạo bạn, nó sẽ chảy ra cái ngay chỗ đây bạn tham quan buổi sáng. Đường mới tráng nhựa, đường Trần Quốc Toản băng qua Hoa Lư. Xích lên đây một đoạn có cái đường Hồ Xuân Hương các bạn. Cái đường có một mặt nhà, nó có đâu có ba cái nhà, cái đường chút xíu cỡ 20 mét các bạn. Cái đường đó không đặc biệt á, đường đó chắc quay video là chắc ngắn nhất. Đây là đường Trần Quốc Toản. Chu cho cái đường đây các bạn biết không, chu người ta làm mà cái đường ngầm cống dưới đây mà cả năm trời các bạn. Cái đường đây là bày hơi cả năm trời luôn á. Bữa nay là nhìn thấy đẹp cho nên mình thôi mình quay các bạn tham quan cho vui. Trong nguyên một năm trời là cái đường đây đất đá, coi như là người ta đào cái đường nước chảy ngầm ở dưới đây là nó ngay giữa đường luôn các bạn. Mấy bữa là đi men hai bên thôi chứ còn đâu cả, thấy nắp cống ta nằm giữa đường luôn. Để mình coi thử cái đường này dài bao nhiêu mà theo mình đoán chắc là chỉ khoảng chừng có 300 mét. Mà làm lâu lắm rồi, làm cái đường cống này lâu lắm. Bây giờ ra giao nhau với đường Trần Hưng Đạo rồi. Cái hệ thống đường cống mới của đường Trần Hưng Đạo sẽ kết nối vào cái đường cống đây các bạn. Cái hầm cống đây là để đi ra sông Hà Thanh. Ngay đèn xanh đèn đỏ và là đường Trần Hưng Đạo. Đường đây nó cũng ngắn các bạn, có vài trăm mét. Đây là Trần Hưng Đạo với Trần Quốc Toản. Giờ mình sẽ cua lại các bạn. Tịnh ngay tịnh sáng Ngọc Nhơn này bạn. Đây cua lại. Trời bây giờ đường nó khang trang, nhìn nó xuống con mắt. Mấy bữa cái chỗ đây là coi như là nó người ta đi qua đi lại, đất đá nó ngổn ngang một năm trời rồi. Mình không biết chính xác nhưng mà mình thấy lâu lắm. Làm cái đường Trần Đạo ra lâu mà cái chỗ đây nó còn lâu hơn nữa. Đường Trần Quốc Toản. Cái hệ thống cống ở trong thành phố đây thì nó có
hai hướng đổ, và là một là đổ ra sông, hai đổ ra biển. Thì hồi xưa mình nhớ là nó có cái hệ thống cống nó đổ ra ngay eo đến thở mà. Không biết bữa nay là cái cống chính của Quy Nhơn nó đổ đi đâu. Còn trong cái khu Bông Hồng các bạn thì nước nó vẫn ra ngay cái chỗ cái khúc mà resort Hoàng Gia các bạn. Còn ở khúc này thì bây giờ người ta làm cái đường cống đây, nó chảy ra sông Hà Thanh đây các bạn. Như vậy mình đã đi hết cái đường Trần Quốc Toản các bạn. Đây Trần Quốc Toản giao nhau với đường Hoa Lư. Đường Trần Quốc Toản lộ giới 15m các bạn. Thôi xin chào các bạn.